có lẽ Đà Lạt là vị trí du lịch không còn xa lạ với các cặp tình nhân bởi phong cảnh hữu tình, nên thơ và lãng mạn. Nhưng Đà Lạt lại có lời nguyền đi về sẽ chia tay người yêu. Truyền thuyết kể rằng các cặp đôi đang yêu nếu cùng nhau đi Đà Lạt dù sớm hay muộn sẽ chia tay. Trùng hợp thay khi lời đồn ấy đã được rất nhiều cặp đôi kiểm chứng. Dù chưa biết vô tình hay gì nguyên nhân gì sâu xa mà không ít cặp đôi kể rằng cứ lên Đà Lạt cùng nhau thì về đều có hoàn thành buồn như vậy. Lời đồn chia tay đã gắn với thị trấn này từ rất lâu khiến các cặp đôi yêu nhau phải ngại dè khi đến đây cùng du lịch, nghỉ dưỡng. Mới đây, một chàng trai đã lên trang Côn Nghe Sôn kể câu chuyện anh cùng người yêu đi Đà Lạt. Yêu nhau từ năm cuối đại học, cặp đôi cũng ý muốn tới năm 25 tuổi thì sẽ kết hôn thì nghĩ con gái ở độ này được khoác lên mình chiếc áo cô dâu là đẹp nhất. Thế nhưng cuộc sống lại chẳng như những gì họ mong muốn, bị gia đình đôi bên cấm cản. Quá buồn, cả hai đã quyết định đi chơi cùng nhau lần cuối, và vị trí được hai người lựa chọn lại chính là Đà Lạt. Và rồi, cái gì cần đến thì nó cũng đã đến. Cặp đôi quyết đi Đà Lạt để chia tay nhưng về bác sĩ bảo cưới gây xôn xao cộng đồng mạng. Dạo này yêu nhiều truyền thuyết đi Đà Lạt về chia tay nên mình cũng muốn chia sẻ chuyện của mình. Mình và người yêu yêu nhau từ năm cuối đại học, đến lúc ra trường 2 năm thì lần đầu làm việc ấy gì cả hai đều tin tưởng nhau, đủ suy nghĩ, đủ trưởng thành nên chuyện ấy nói tự khắc đến. Sau đó đến lúc hai đứa 24 tuổi thì tính đến chuyện cưới xin vì con gái 25 tuổi cưới là khá đẹp. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhà người yêu mình thì bố mẹ làm cơ quan nhà nước, nhà mình thì ngại ghen, bố mình có phần hơi hơi dân xã hội nên bố mẹ người yêu không thích, không phải về vật chất mà về tri thức. Thế rồi cả hai cũng cố gắng nhưng chẳng đi đến. Cuối cùng cả hai quyết định chia tay. Trước khi chia tay thì cả hai cùng đi Đà Lạt để kỷ niệm ngày chia tay, coi như lần sau cuối cả hai cùng đi du lịch, cùng ở bên nhau, sau đó đường ai nấy đi. Chúng mình đi Đà Lạt 3 ngày thôi, nói thông thường cũng có nhiều kỷ niệm. Sau đợt ấy thì chúng mình có không gặp gỡ nhau trong vòng 1 tháng. 1 tháng sau người yêu gọi lên tiếng rằng đã có thai, cảm giác lúc đó hốt hoảng. Hai đứa gặp gỡ nhau hoàn thành còn thử đi thử lại hai cung y và thành quả hai cung y giống nhau. Song ban sơ cũng luôn nghĩ bỏ hay để, bỏ thì thế nào, để thì thế nào thế là sau cuối hai đứa quyết tâm để và về báo bố mẹ. Bố mẹ người yêu thì bảo là để thôi chứ biết làm thế nào, còn bố mẹ mình đồng ý, nhất là bố mình. Ảnh Minh Họ. Đến giờ hơn 1 năm trôi qua, mình với hậu phi mình đã có cháu, còn ông bà hai bên thì như anh ga. Bố mình giúp bố mẹ hậu phi đầu tư, còn bố mẹ hậu phi lại giúp bố mình làm ăn. Đúng là cái số trời, muốn chia tay cũng không nổi. Cứ nghĩ đến chuyện này hay hậu phi chồng mình lại ngồi cười, à có phải nghĩ đâu, hậu phi mình cứ đọc đến câu chuyện nào liên quan đến chủ đề đi Đà Lạt chia tay thì lại nhắc. Chả biết nên nói là ga hay đỏ nữa, thôi đi thay tả đã không hậu phi lại ca cho một bài. Ai bảo đi Đà Lạt là chia tay? Đà Lạt vốn là thiên đường tình yêu của nhiều cặp đôi nhưng lại vướng lời nguyền cứ đi hai về còn một. Sau khi câu chuyện của chàng trai chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng lại một lần nữa đấy lên những tranh cãi không ngừng. Người thì quả quyết cho rằng đi Đà Lạt đi về sẽ chia tay và không bao giờ có được chuyện may mắn như chàng trai đã kể. Thành viên Y. Tờ bình luận, Y như cổ tích vậy, mình thì đang hạnh phúc, đi Đà Lạt về hai đứa chia tay luôn. Từ đó thề không bao giờ đi Đà Lạt nữa. Không khí trên Đà Lạt Y rất mướt mà buồn hơn các thị trấn khác. Hai hậu phi chồng mình từng lựa chọn Đà Lạt để đi du lịch sau khi cưới được 3 năm. Ai dè đi hoàn thành 3 tháng sau hậu phi chồng lục đục, 6 tháng sau ly hôn. 2. Tài khoản Phường A thở dài. Tuy nhiên, có nhiều người lại cho rằng điều chàng trai kể là có thật vì họ cũng có những thưởng thức giống như anh chàng nói trên, dễ yêu mến rê, đúng là người tính không bằng trời tính. Chúc mừng hai gamer thủ. Vợ chồng mình đi Đà Lạt về cũng cưới nè, sắp kỷ niệm 1 năm ngày cưới muốn quay lại Đà Lạt để đút một ga bé nhỏ xinh yêu đây. Nhà mình cũng kế, cuối cùng chia ra được anh dễ yêu mến như này. Tuy hoàn thành không hoàn hảo như nhà ga mê thủ nhưng nhà mình cũng gần kỷ niệm y cưới 2 năm rồi, tài khoản nợ. Hờ giết. Mặc dù có rất nhiều bình luận khác nhau, song thị trấn ngàn hoa này vẫn là vị trí thú vị dành cho các cặp đôi lúc muốn đi du lịch, khám phá.
không ít gamer thủ trẻ còn bày tỏ mong muốn mình và người yêu có thể phá bỏ lời nguyền chia tay ở Đà Lạt và sẽ có một hoàn thành có hậu bằng một bộ ảnh cưới được chụp tại vùng đất vô cùng lãng mạn này. Qua câu chuyện đi Đà Lạt để chia tay nhau nhưng không thắng lợi của cặp đôi trên, vậy Gamer thủ đi Đà Lạt có thực sự chia tay nhau không?